Ủa? Nước giếng quý này có phải là cho không đâu. Vì tôi vội quá, không kịp mang theo rượu hoa hồng. Nhưng mà tôi có kim ấn của Thái sư đương triều đây. Xin sư phụ cho tôi ít nước giếng để cứu sư phụ tôi là Đường Tam Tạng. Thế ra ngươi là Tôn Ngộ Không? Đúng là lão Tôn đây. Người khác thì ta còn cho một ít, chứ Tôn Ngộ Không thì ta dứt khoát không cho. Tôi có thù oán gì với sư phụ đâu chứ. Người đã gặp Thánh Anh Đại Dương bao giờ chưa? Đó là Hồng Hài Nhi ở Động Hỏa Vân chứ gì. Tôi đã gặp rồi. Hồng Hài Nhi là cháu của ta. Ta là huynh đệ của Ngưu Ma Dương. Vừa rồi đại quân ta gửi thư đến nói chính Tôn Ngộ Không ngươi đã hại cháu của ta. Ta đang định tìm ngươi trả thù, nay ngươi lại dẫn xác đến. Hồng Hài Nhi đã theo Quan Âm làm đến chức Thiện Tài Đồng Tử, sao ngươi còn lại trách ta nữa? Đi làm nô lệ cho người ta, làm sao tự do tự tại bằng làm đại dương được chứ. Con khỉ không biết phải trái kia, ngày tận thế của người đã đến rồi. Xin tha cho tôi, tha cho tôi. Sư phụ, nhị sư huynh, đại sư huynh sắp về rồi. Ai đi? Sư phụ, sư phụ, nước rụng thai đây rồi. Sư phụ uống đi, uống đi sư phụ. Sư phụ thế nào rồi sư phụ?
Bệ hạ, thái sư. Bệ hạ, tình hình thế nào rồi? Ngự đệ và một đồ đệ trước khi đến đây đã uống phải nước sông Mẫu Tử đấy ạ. Thế bây giờ họ thế nào rồi? Bệ hạ đừng lo, đồ đệ của Đường Ngự đệ đến núi Giải Dương xin nước rụng thai về rồi. Thế thì tốt quá. Sáng mai khanh cho mời thầy trò họ chuyển vào Ngự Hoa Viên nhé. Chuyển vào Ngự Hoa Viên để cho ngự đệ được thư thái tinh thần. Dân ạ.什么四大皆空呢？要是你睁开眼睛看看我，我不相信你两眼空空。贫僧许身佛门，正是为了解救芸芸众生。那么眼前就有需要你解救的芸芸众生。